đường Hồ Chí Minh đoạn từ tỉnh Kon Tum qua huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, nhiều chỗ đang bị nứt nẻ như ruộng gặp hạn hán. Những ngày này, đi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, hướng lên tỉnh Kon Tum không khó để bắt gặp những đoạn hư hỏng, xuống cấp. Không chỉ vậy, tại nhiều điểm còn có hiện tượng mặt đường bê tông nứt nẻ, bể thành nhiều mảng, không khác gì cảnh ruộng đồng gặp hạn hán. Tại km 1354, bê tông bể toạc khiến mặt đường mấp mô, trồi sụt. Có vị trí nặng hơn đã được khoanh vùng, cảnh báo nhưng chưa khắc phục. Chỉ riêng đoạn qua xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn đã ghi nhận hàng chục điểm lỗ chỗ như vậy. Trong khi đó, một số vị trí qua xã Phước Đức, huyện Phước Sơn cũng xuất hiện ổ gà, có điểm đã được dùng đá răm chám lại nhưng vẫn còn dấu vết. Ngày 21 tháng 10, lãnh đạo khu quản lý đường bộ 3 cho biết sẽ kiểm tra các vị trí theo phản ánh và thông tin lại cho phóng viên. Cử tri tỉnh Quảng Nam từng kiến nghị đường Hồ Chí Minh từ thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn đến đèo Lò Xo, tỉnh Kon Tum tuy đã được nâng cấp, sửa chữa thường xuyên nhưng chất lượng thi công mặt đường kém, nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng nặng, gây mất an toàn. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra, giám sát việc thi công nâng cấp, sửa chữa tuyến đường này để nâng cao hiệu quả, tuổi thọ sử dụng. Đầu năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải trả lời cử tri. Theo đó, dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn từ thị trấn Khâm Đức đến đèo Lò Xo dài khoảng 50 km do Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, được xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2004. Đoạn tuyến trên có kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng trên móng cấp phối đá răm. Qua thời gian dài đưa vào khai thác, do các xe tải nặng lưu thông ngày càng gia tăng, một số đoạn đi qua đèo dốc nên đường có nước ngầm. Do ảnh hưởng của các đợt mưa bão làm sạt lở mái ta luy dương, ta luy âm đã gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có mặt đường bê tông xi măng. Khu quản lý đường bộ 3 đã chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kiểm tra, sửa chữa mặt đường bê tông xi măng bị hư hỏng bằng kinh phí bảo dưỡng thường xuyên.